ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2021. Sau rất nhiều đồn đoán thì cuối cùng sao mai người Anh Jadon Sancho cũng gia nhập Manchester United với giá trị chuyển nhượng 73 triệu bảng. Cựu ngôi sao của Dortmund ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm, hưởng mức lương lên tới 350.000 bảng một tuần tại đội chủ sân Old Trafford. Cầu thủ người Anh được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới ở sức tấn công bên hành lang cánh cho Manchester United. Nhưng cho tới thời điểm hiện tại, những gì mà Sancho đã và đang thể hiện chắc chắn chưa thể khiến cho ban lãnh đạo, ban huấn luyện cũng như các cổ động viên Quỷ Đỏ hài lòng. Jadon Sancho ra nhập Manchester United chỉ một tháng sau khi kết thúc hành trình tại Euro cùng đội tuyển Anh. Khi đó người ta vẫn chưa quên được tình huống sút hỏng phạt đền của anh, cùng với hai tình huống sút trượt khác của Rashford và Saka trong loạt đấu súng với đội tuyển Italia ở trận chung kết. Có nhiều người chế giễu nhưng cũng có nhiều người tin rằng đó chỉ là tâm lý chưa được vững vàng của một cầu thủ trẻ trong một trận đấu lớn. Vì dù sao những gì Sancho thể hiện trong màu áo Dortmund ở nhiều mùa giải vừa qua đã chứng minh được năng lực của cầu thủ này. Về tới Manchester United sau cú ngã lớn nhất trong sự nghiệp từ trước đến giờ, Sancho đã rất chật vật trong việc thể hiện bản thân tại sân Old Trafford. Trải qua tới 14 trận đấu đầu tiên không thể ghi bàn hay kiến tạo trong màu áo đội bóng mới, cầu thủ chạy cánh người Anh đã có được bàn thắng đầu tiên khi lập công ấn định tỷ số 2-0 cho Man United trước Villarreal tại vòng bảng UEFA Champions League. 4 ngày sau, trong trận hòa một đều trước Chelsea tại giải ngoại hạng Anh, chính Sancho là người ghi bàn thắng duy nhất cho Man United, hy vọng dần trở lại với MU về một thương vụ thành công. Nhưng mọi thứ rồi cũng chỉ vụt sáng trong chốc lát. Mãi cho tới hơn 2 tháng sau, Sancho mới lại ghi bàn cho Quỷ Đỏ. Anh kết thúc một mùa giải nhạt nhòa với vỏn vẹn 5 bàn thắng cùng 3 đường kiến tạo sau 38 trận đấu trên mọi đấu trường. Đây thực sự là một con số đầu ra quá khiêm tốn so với mức giá được kỳ vọng của các cổ động viên Man United dành cho cầu thủ này. Hầu hết những ai theo dõi Sancho thi đấu đều đánh giá đây là một cầu thủ não to, có kỹ thuật tốt nhưng lại không có đủ thể trạng và tốc độ để thi đấu tại nước Anh. Mùa giải năm nay, Sancho đã khởi đầu hành trình của mình bằng những trận giao hữu cũng như các trận đấu đầu tiên trong khuôn khổ ngoại hạng Anh khá tốt. Những ưu điểm về sự thông minh cũng như khả năng đưa ra quyết định của anh được thể hiện một cách khá rõ nét. Huấn luyện viên Erik ten Hag khi đó hy vọng Jadon Sancho sẽ tiếp đà phong độ để chơi bùng nổ trong mùa đầu tiên dưới thời của ông tại nhà hát của những giấc mơ. Cựu thuyền trưởng Ajax đánh giá về học trò như sau: cậu ấy cần phải tập trung tăng cường sức mạnh thể chất và đã nỗ lực làm điều đó trong thời gian qua. Sancho đã dần nhận được phần thưởng từ điều đó. Tôi biết chắc đây chỉ là khởi đầu của cậu ấy. Với tiềm năng của mình, Jadon Sancho còn nhiều chỗ để cải thiện cho ngày một tốt hơn nữa. Erik ten Hag vừa khen nhưng cũng đã khích tướng để Sancho phấn đấu trở nên tốt hơn nữa. Với việc ghi bàn, kiến tạo, tham gia phòng ngự, cậu ấy có thể cho thấy vai trò quan trọng hơn nữa ở Manchester United. Erik ten Hag có niềm tin nếu Jadon Sancho tiếp tục học hỏi và cải thiện, anh có thể trở thành một cầu thủ hàng đầu. Tôi nghĩ là cậu ấy hoàn toàn có thể làm điều đó. Cậu ấy có khả năng và đã thể hiện điều đó ở giải đấu khác trước đây. Còn đây là Premier League khắc nghiệt, chơi với cường độ cao hơn nên đòi hỏi Sancho phải thích nghi cả về tinh thần lẫn thể chất. Cậu ấy có khả năng và các kỹ năng để làm được. Nhưng rồi càng về sau, sự phập phù về mặt phong độ của Sancho tiếp tục được bộc lộ. Anh thường được huấn luyện viên Erik ten Hag xếp đá ở vị trí của một cầu thủ tấn công bên phía cánh trái, nhưng cầu thủ 23 tuổi thi đấu không hề hiệu quả. Vì lẽ đó, cựu sao Dortmund cũng bị loại khỏi danh sách dự World Cup 2022 của tuyển Anh. Khi Sancho không tham gia tập huấn ở Tây Ban Nha cùng các đồng đội ở Manchester United vào đầu tháng 12 năm 2022, huấn luyện viên Ten Hag có thể viện cớ chấn thương hoặc đơn giản là từ chối tiết lộ lý do tuyển thủ người Anh vắng mặt. Nhưng chiến lược gia người Hà Lan không làm vậy, ông nói thẳng với báo chí rằng Sancho cần phải trải qua quá trình tập luyện để cải thiện tâm lý và thể chất. Sự trung thực và thẳng thắn của huấn luyện viên người Hà Lan giúp ông được khen ngợi, đồng thời giúp Sancho không bị giới truyền thông dòm ngó và mổ xẻ về phong độ hiện tại. Daily Mail đánh giá quãng thời gian 3 tháng là đủ để tiền vệ 23 tuổi này tự nhìn lại bản thân và khắc phục nhược điểm. Đôi khi một cầu thủ bị mất phong độ mà không biết lý do vì sao, đó là lúc họ cần sự trợ giúp. Nhiệm vụ của chúng tôi là nghiên cứu và giúp cầu thủ đó trở lại phong độ vốn có. Một cầu thủ để mà có thể thi đấu tốt thì cần sự kết hợp giữa thể chất và tinh thần, huấn luyện viên Erik ten Hag chia sẻ vào tháng 1. Nhưng sự bùng nổ của Sancho chỉ có thể được chờ đợi trong thời gian tới khi mà cho đến thời điểm này, sau 41 lần ra sân trên mọi đấu trường, cầu thủ người Anh cũng mới chỉ có cho mình vỏn vẹn 7 bàn thắng. Hiệu suất có thể khá khẩm hơn so với mùa trước một chút, nhưng nói thẳng ra là vẫn chưa ăn thua. Cũng có những lần anh đã tỏa sáng như bàn thắng mở tỷ số trong trận gặp Liverpool tại vòng 3 Premier League, nhưng như vậy là quá ít. Số trận đấu mà Sancho thi đấu có thể gọi là hay trong màu áo Manchester United chỉ có thể đếm ở trên đầu ngón tay mà thôi. Vào hồi tháng 3, giới truyền thông lâu lắm rồi mới được nhắc tên Sancho nhờ tình huống dứt điểm trong trận đấu gặp Fulham tại tứ kết FA Cup, khiến đối thủ phải nhận tới 3 chiếc thẻ đỏ trực tiếp. Mặc dù màn trình diễn là chưa ổn,
Nhưng chỉ với một tình huống đó thôi, tên của anh đã được đề cập trên hầu hết những tờ báo thể thao nổi tiếng nhất. Sancho không gặp phải quá nhiều chấn thương. Kể từ khi cập bến Man United, anh mới chỉ 2 lần gặp chấn thương. Và cả 2 lần đó anh cũng chỉ ngồi ngoài hơn 10 ngày. Do vậy không thể đổ lỗi cho chấn thương làm sao mai người anh bị chứng lại được. Trước tiên, không thể phủ nhận những gì Jadon Sancho đã làm được tại Bundesliga trong màu áo Borussia Dortmund. Trong màu áo của đội bóng vùng vua của nước Đức, Sancho được xếp thi đấu ở vị trí của một cầu thủ tấn công ở hai cánh. Anh cho thấy mình là một cầu thủ có kỹ thuật cá nhân tốt, có nhãn quan và thông minh trong những pha di chuyển, chạy chỗ và thể hiện được sự hiệu quả trong khả năng đưa ra quyết định cuối cùng với trái bóng. 20 bàn thắng cùng 19 đường kiến tạo cho Dortmund trên mọi đấu trường ở mùa giải 2019-2020. Khi đó giúp Sancho trở thành một trong những cầu thủ trẻ được đánh giá cao nhất tại châu Âu. Phân tích kỹ hơn một chút, Sancho ở cánh phải thường xuyên chọn vị trí nhận bóng ở khu vực nằm giữa trung tâm ở cánh, sau đó phối hợp với hậu vệ phải đang băng lên, hoặc sẽ có xu hướng cắt vào trong. Nhận bóng sát biên phải không phải là điểm mạnh của Sancho. Thông thường khi di chuyển ở sát biên phải thì Sancho thường có xu hướng chạy chỗ đón bóng hơn là cầm bóng kéo lên. Ở cánh trái thì Sancho tỏ ra đa dạng hơn, khó lường hơn trong các pha xử lý của mình khi có thể chơi tốt ở cả sát biên lẫn khi bó vào trong một chút. Và ở cánh trái thì Sancho cũng tỏ ra tự tin hơn ở các pha dề dắt và qua người so với bên cánh phải, nhất là trong những tình huống nhận bóng sát biên trái khi Sancho tỏ ra khó đoán hơn. Với vị trí này, anh có thể chạy chỗ đón bóng hoặc lùi sâu kéo bóng lên, điều mà anh rất ngại làm khi thi đấu bên cánh phải. Tại Dortmund, Sancho là ngôi sao với những pha xử lý tự tin. Điều này cần được tái hiện tại sân Old Trafford. Sau 2 mùa giải chơi bóng tại giải ngoại hạng Anh, ngôi sao trẻ 23 tuổi này có vẻ vẫn chưa thoát khỏi vùng an toàn của bản thân và sợ mắc sai lầm trong những pha xử lý. Người hâm mộ Man United cần một phiên bản Sancho bùng nổ và tinh quái hơn. Jadon Sancho là cầu thủ kiểu phải phụ thuộc vào vệ tinh, một cầu thủ hệ thống. Vấn đề ở Sancho không phải là gặp đối thủ mạnh hay yếu, mà là vệ tinh xung quanh có thể hiểu Sancho hay không, và hệ thống như thế nào mới có thể giúp Sancho phát huy tối đa điểm mạnh. Một dạng cầu thủ kén dùng và phải được đặt vào tay của một huấn luyện viên thực sự hiểu anh. Một vấn đề nữa của Sancho như đã đề cập trước đó là tốc độ không quá cao, cũng như thể trạng hạn chế của cầu thủ này không thích hợp để thi đấu ở vị trí của một cầu thủ chạy cánh, tại môi trường đòi hỏi sức vóc rất nhiều như ngoài hạng Anh. Bundesliga và Premier League là hai giải đấu có tính chất khác nhau, và có vẻ như Sancho hiện tại vẫn chưa thể làm quen với nhịp độ thi đấu và môi trường tại giải đấu số 1 nước Anh. Gần đây, huấn luyện viên Erik ten Hag thường xuyên sử dụng Sancho ở vị trí số 10, cho phép cầu thủ này di chuyển tự do, cơ bản vẫn chưa có thay đổi gì quá nhiều. Nhưng rõ ràng những pha xử lý nơi tiền vệ người Anh đã trở nên thanh thoát hơn trước. Biết đâu được, sau khi đã quen với vị trí mới, người ta lại thấy được một Sancho bùng nổ như tại Dortmund. Sancho chưa đáp ứng được kỳ vọng của ban lãnh đạo cũng như các cổ động viên của Man United. Điều này tất nhiên là không thể bàn cãi. Nhưng nên nhớ anh mới chỉ 23 tuổi và rõ ràng thời gian còn rất nhiều để cầu thủ này tìm lại được chính mình. Sancho vẫn là một cầu thủ đầy tiềm năng, nhưng chắc chắn sẽ phải cải thiện những khuyết điểm của mình, cùng với đó là sự tự tin và khả năng thích nghi với môi trường bóng đá khắc nghiệt tại nước Anh. Không ai có thể loại trừ việc cầu thủ 23 tuổi có thể trở nên bùng nổ như những gì Rashford đã làm trong mùa giải năm nay. Hãy cùng chờ xem.